bữa nay cả nhà mình ăn cơm xong rồi. Bữa nay mất ăn của chúng ta là món vàng. Nhưng mà cả nhà mình luôn biết là trong này là trẻ ra nó sẽ có màu vàng hay là màu đỏ. Cái này 400 ngàn từ Việt Nam nha. Anh Ba Đông đang tò mò không biết là màu đỏ hay màu vàng. Mẹ chồng mình tưởng đâu là màu vàng. Anh Ba Đông hỏi đây, cái vị nó giống như là dưa hấu đỏ không? Dưa hấu xanh không? Mẹ chồng mình nói vị khác. Cái vỏ nó rất là cứng luôn. Màu xanh và nó khác với lại cái trái dưa hấu màu xanh. Chị đại sầu riêng mà chỉ còn trẻ được mà dưa hấu này nhà mớ. Ông em về Việt Nam tụi đi ăn chả nó xin đến tự yếu của xí nó rồi. Chào chào. Anh Ba Đông có cái vị khác với hấu màu vàng. Lần đầu tiên mình ăn luôn á. Mày xin tay ra. Má sẽ tốt có thường nè. Sao mình thấy ăn giống hệt vậy ta? Thế nè. Xin rồi ạ. Ủa rất là mất. Ta đến là gió dày quá. Có gì nữa mua tức rồi. Gió dày như da trâu. Cái gì bán trên hầm. Ba chồng mình nói gió này lấy làm đoạn cơm được. Bên Hàn người ta dùng gió dưa hấu làm đoạn cơm đó rồi. Gọt bỏ cái phần vàng này đi. Cái phần trắng á trộn ăn ngon lắm. Mình có ăn lần rồi, mẹ chồng làm. Mẹ chồng mình nói đó. Hà vô nó làm con nó không có nhiều nước bằng dưa hấu xanh. Mình thấy nó không ngon bằng dưa hấu xanh mọi người. Wow, tôi muốn chút mồi nữa. Giang chút rồi. Cái Hà vô nó nhìn này nhìn đây nó biết ăn nào. À, em muốn cho điều rồi. Ông Long làm món gì vậy? Ăn gì hấu sữa hả? Ông Anh mang cái đó.
진짜 빡빡하네. 어. 안 그럼 그냥 미나 해요, 야. 먹 김 안 봐 본 양이 먹어. 괜 덥어. 아니 이건 이거 빡빡해. 내가 줄게. 아, 예, 예. 나 했어요. 나. 이제 간 거? 네. 아, 잘했어. 네, 근데 연세. 수근이. 아, 너가 말해. 아. 근데 왜? 이거 껍질 너무 두껍고. 너무 많이 없어. 이 껍질이 반찬을 맛. 네, 근데 왜? 뚱가. 반찬 nào chú bảy đấy. Chồng mình nói dưa hấu không có nhiều nước mà dưa hấu xanh, dưa dày nữa. Bà chồng mình nói dưa hấu này dưa là ăn cơm không? Anh chúng ta là thịt chúng ta. Ê, mấy tệ. Ai? Chúng nhân thì cái gì đấy đâu mà là? Chị nhân à? Ở trong cái dưa nó còn bị sương sương lắm mọi người. Ừ. Là sao đâu? Chúng nhân, chúng nhân, đi chùa hết rồi này. Ủa. Anh đây. Nó à? 그리고 스피가 엄청 빨라. 여자야? 그리고 남자야. 그리고 스피가는 언니보다 언니보다 길려? 언니 언니. 우리 꼭 갖다 놓고 몰랐 텐데. 빠라 빠빠. 오이 거야. 이 là một cái chậu hoa tươi. Hoa thật nha mọi người, 100% là hoa thật nha. 저 오빠 형이 안 아, 엄마한테 주라고. 잠깐만 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 여기 하고 잠깐만 hoa này á là của con rể đầu con rể cả của mẹ chồng mình tặng bữa nay là đang ở bên Việt Nam đi công tác ở Việt Nam mà đặt hoa tặng cho mẹ chồng mình nè mọi người. Còn ngày mai á là mình sẽ dẫn ba mẹ chồng mình đi ra đảo chơi đó, cho ông bà ra đảo luôn. Tại vì ngày mai Vietnam Vietnam thì cái phone này cơ. Ừ, nhà dễ dễ. Ờ, ngày mai là tại vì Thái này đang bắt cô. Chúc các tôi đi ngày mai là. Cái gì mà không có rồi. Chúc các tôi đừng có gì. Ông bên nào bắt được cái. Ngày mai là ngày lễ của bố mẹ ngày bên Hàn Quốc đó mọi người, ngày 8 tháng 5 đó. Nên chị biết kề nó đâu tới nhau cái xuống ra. Ngày mai cả nhà mình sẽ đi chơi vui vẻ, quay video cho mọi người coi nha. Chị gà. Nô lô. Thế là. Chồng nói mày đâu mà Việt Nam mà. Chị ba vàng ngọc nè, ăn dưa hấu nè. Chú nhé, mất bà. Thằng nhóc này ai nói gì đó, vẫn ngồi nó ăn bình thường. Mỗi phút mai hết gì, video hợp sơ, thả video hợp sơ. Có kìa mà nè. Hai mang nó còn mà. Ai cũng có được chứ, xôn xích còn mà thế, mỗi thầy. Hai nó nghĩ nè, hai nó nghĩ ta ca rồi. Nó đầu chùi miệng cho nó nghĩ. Ăn thì mới khó. Nhanh, sợ dữ rồi. Theo dạy đi bà. Thấy dữ. Theo. Hôm nay có đưa bỏ đi bà bà. Đi đi bà. Đây, mọi người hãy xem con trai Hiếu Thảo tặng bông cho mẹ nè. Anh chồng gì vậy nè. Ông bên chồng anh biết được. Theo dõi ra bà. Dạ, ý cơ. Ông mày bà thế xe rồi. Dạ. Ủa tôi kể cho hắn chê bà. Làm thả bà này thả. Làm sao mà. Ông mày thế rồi. Ông mày bà thế xe rồi. Làm sao mà cho. Ông mày chúc cây rồi. Làm sao mà cho nó đẹp đẽ rồi. Dạ. Cứ đứt chê. À, cảm ơn. Chúc cây rồi hả chê. Chúc cây rồi. Nè, cảm ơn. Cảm ơn. Ô, bà mày. Ô, bà mày. Ô, bà mày. Wow, anh rất là tâm bệnh mà. Ông hoa mỏng manh yếu đuối mà anh lắm. Ai à? Đây, đầu tiên mới là chỉ bỏ lên trang là xin dừng nha. Được rồi, chả sao mà anh thấy này bỏ lên. À, cái này nè. À, chị gặp bỏ lên. À, tập viên sao? À, bây giờ cả nhà mình quay video. Để không coi được à? À, chè có chứ cô. Bây giờ cả nhà mình quay cái đoạn video này nha, để gửi riêng cho ông anh rể. Anh rể không anh gì không biết nữa. Thì nói chung là chồng của chị chồng anh rể. Đang ở Việt Nam. Chào sếp ạ. Ô trời bắt là ta. Chào sếp ạ. Cô chính chẳng là mua dẹp hơn rồi. Ủa 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 Ủ
고마워. 어쩌든지 아프지만 건강하고 있다가 오고 한국에 와서 만나자. 꽃이 가자 꽃을 알았는데 진짜 꽃이네요. 오, 대박. 아, ba mẹ chồng mình mới nói lời cảm ơn các anh dễ đó, rồi kêu dễ ha đi công tác về sớm sớm nghe đặng gặp nhau được. Rồi bây giờ mà mọi người cảm ơn mọi người đã xem video nha, bữa nay ăn nhanh gọn với dưa hấu thôi. Tạm biệt mọi người, hẹn ở đi video ngày mai cả nhà đi đảo chơi nha mọi người, đi chào tới 40 phút lận á. Bye bye. Ai nói gì nói, ông cũng ăn như thường à, nãy nãy heo nhập. Mẹ.